Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hôm nay thì tụi mình ôi dồi, hết hồn Kobe. Mẹ nó coi đi, hết hồn. Sorry. Ôi đợi mẹ xíu, đợi mẹ tí xíu rồi. Nè đây đi. Đừng rồi. Bây giờ Hi mom. Hi everybody. Good morning. Ôi trời ơi, hết hồn luôn. Bây giờ là buổi sáng á mọi người, mới cho em Kobe ăn sáng xong. Bây giờ cả nhà mình sẽ chuẩn bị đi chợ. Nhưng mà trước khi đi chợ mình phải xức cái lọ dưỡng này nè mọi người. Thì hôm bữa mình có làm cái video mà chia sẻ cách chăm sóc da buổi tối của mình ấy, thì có nhiều người, có nhiều bạn nói là mình dùng sai cách. Thế nhưng mà trên hướng dẫn của họ thì họ nói là mình phải dùng cái serum này trước, sau đó rồi là mình mới bắt đầu tới các bước dưỡng ấy mọi người. Đó. Có nữa. Đó, dùng cái này sáng và tối nha mọi người. Đó, cho mọi người coi này, da của mình này, mọi người thấy cải thiện rõ rệt luôn không? Đấy là sau cái video đó là khoảng được một tuần sử dụng rồi đó mọi người. Là thấy cái da của mình nó sáng lên này, xong rồi lỗ chân lông nó nhỏ lại. Thôi các bạn mua thử sử dụng thử coi sao nha. Tại vì mình thấy review khá là tốt mà nó cũng rẻ nữa. Mình mua cái loại là bao nhiêu ml đây? 60ml. Là hết có bao nhiêu nhỉ? Mười mấy đồng à? Hết mấy trăm nghìn à? 200-300 nghìn gì đó. Cũng rẻ quá. Dùng một lâu lắm rồi. Đó, xong rồi bây giờ thì hôm nay thì cả nhà mình sẽ đi chợ. Bởi vì là có nhiều bạn bình luận đã bảo là mình quay video cảnh đi chợ đi của nhà mình như thế nào đi. Mấy bình luận lận á. Cho nên là hôm nay mình sẽ quay video nha. Mình thường là mình đi chợ về mình bày cho mọi người coi là mình đi chợ mình mua những cái gì thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quay video là tụi mình đi mua những cái gì nha. Ngày mai là ông bà nội em Kobe sẽ qua chơi, cho nên là hôm nay tụi mình sẽ phải mua khá là nhiều đồ á. Với lại có thể là cuối tuần này chị Tiffany á, là chị đồng nghiệp của anh Chris á, cũng là bạn của tụi mình luôn, thì chị cũng qua nhà mình chơi, cho nên là mình cũng xem là không biết là anh chị có muốn ở lại là làm đồ nướng này nọ không, cho nên là mình sẽ phải mua rất là nhiều thịt luôn. Ok, bây giờ đi nha mọi người. Come here mister. Oh, thank you. Cảm ơn Kobe nhá. Kiss mommy. Kiss mommy. Thế mình đi chợ nha, mới thay đồ cho em hay không kìa. Tự nhiên mấy hôm giữa trời đang nắng ấm đẹp, hôm nay trời lại hơi se se lạnh một xíu. Thế là mình lại phải lôi áo ấm ra mặc mình mặc nhỉ, Kobe nhỉ. Thằng này nó nhanh nhỏ lắm cơ. Nó nhanh nhỏ lắm. Đi chợ nha. Đi chợ mẹ nha. Đi chợ đi. Đi daddy ơi. Let's go này daddy. Try to get him to eat some hash browns. Hash browns. He's one to have it. Bây giờ nó đang cái mọc thêm một cái răng nữa đó cậu chú này, nó lười ăn lắm. Stairs. Let's go downstairs. Đấy, các cô chú thấy không? Nghịch quá cơ. Nghịch khí nhỉ. Bố quyết chỉ Kobe làm sao để xuống cầu thang á. Tại vì là tụi mình nghĩ là thà là chỉ cho em ấy cách xuống cầu thang còn hơn là để cho em ấy kiểu như là nó mình không để ý nó leo cầu thang rồi nó không biết cách xuống rồi nó té. Đó, bây giờ nó leo lên leo xuống rồi nhưng mà vẫn phải có người ở đây trông, vẫn phải để ý chứ không là nó đâu dám bao giờ cho nó xuống một mình đâu. Thường là sẽ có hai cái hàng rào ở trên, hàng rào ở dưới là chắn để không cho nó lên được và không cho nó xuống được. Chứ không mà là giờ đó nó nhanh lắm, nhanh kinh khủng luôn. Oh my god, it's cold babe. Ôi mọi người ơi, hôm nay tự nhiên trời lạnh quá luôn á. Nhà mình gần chợ lắm mọi người. Gần nhà mình có tổng cộng là khoảng 5 cái chợ lận. 5 cái chợ này, chợ châu Á này, chợ Việt này, rồi Publix này, Walmart này, mấy cái chợ organic như là Sprout này, với lại Whole Foods này. Đó, đi chợ nào cũng được hết đó. Đi khoảng tầm 5-10 phút lái xe thôi. Cho nên là tiện lắm. Nhưng hôm nay chắc tụi mình sẽ đi. You want to go to Walmart or Publix baby? Let's see what Walmart's got first. Okay. And then if I don't like their meats, we go to Publix. Yeah. Đó, tại vì là cái chợ Walmart thì tụi mình hay đi lắm. Còn chợ Publix thì đồ nó hơi mắc hơn một xíu á, cho nên là thường là tụi mình chỉ mua ví dụ như là làm khô bò hay là làm những cái gì mà cần thịt tươi ngon á thì tụi mình hay vô Publix tụi mình mua hơn. Cho nên là tụi mình thích cái vị trí của cái nhà tụi mình đang ở, rất là thích luôn bởi vì là nó gần với mọi nơi luôn.
bệnh viện, trường học, nói chung là mọi thứ là đều gần. Chỉ có một cái duy nhất tụi mình không thích, đó là cái school rank. Cái đánh giá, cái điểm đánh giá trường học của ở đây, nó cái khu vực này nó không được tốt lắm. À, với lại cái hai người hàng xóm đáng ghét đó thôi. Nhưng bây giờ tụi mình gặp thì cũng gọi như là xã giao thôi, chứ không có nói nhiều. Đó, mọi người thấy không, từ cái lúc mà mình quay video tới bây giờ là 2 tuần rồi mà vẫn chưa xong cái mái nhà đó mọi người. Chưa có làm việc xong với hai bên nữa. Tại vì phải đợi bên bảo hiểm nó duyệt bao nhiêu tiền đã. Thì nó đang duyệt cho tụi mình là 11.000 đô rồi. Đó là cái ước tính là 11.000 đô. Còn đâu nếu như mà trong cái quá trình sửa mái nhà nó có bị hư hỏng cái gì, giống như là kiểu như là cái máng xối nước nó phải hư nữa, thì lại phải gửi cho bên bảo hiểm nó duyệt một lần nữa xem là bảo hiểm nó có trả cho mình hay không. Thế nhưng mà hiện tại thì tụi mình đang phải trả mỗi cái deductible thôi, tức là trả cái tiền mà một tụi mình phải trả đầu tiên thôi á, là 2.500 đô. Đó thì tụi mình mới chuyển khoản cho bên bảo hiểm rồi. Bây giờ thì bảo hiểm nó sẽ gửi những cái giấy tờ thủ tục đó qua cho cái bên làm mái nhà đó. Thì bây giờ bên làm mái nhà họ coi, họ hôm qua rồi, cái là bắt đầu là nó hẹn, người ta hẹn với mình là người ta tới sửa mái nhà luôn. Mấy hôm rồi là trời mưa quá trời luôn đó, cho nên là người ta không có hẹn đi được á, không có hẹn qua sửa mái nhà được ấy. Baby ơi, slow down, fast, so fast. Thì về cái vụ mái nhà thì mình rất là cảm ơn mọi người đã dành cho mình, cho nhà mình cái sự quan tâm ha, và đồng cảm. Thì mình cũng không có muốn là làm cho cái vấn đề nó to quá để làm gì, bởi vì là cái người mà mình nói chuyện, tụi mình cũng đang nói chuyện với cái anh mà trưởng của cái HOA, gọi là head của HOA bên cái chỗ mình ở đó. Anh ấy thì cũng rất là dễ thương và cũng rất là kiểu như là giúp đỡ tụi mình rất là nhiều trong cái việc mà tìm ra cái giải pháp làm như thế nào á. Thì anh ấy nói là có thể là tụi mình sẽ mà trong cái cuộc họp tiếp theo của cái hội đồng á, của cái hội đồng mà ban quản lý từ nơi tụi mình ở, thì tụi mình sẽ tham dự cái cuộc họp đó, có thể là giảm tiền phạt hoặc là có thể là không phạt tụi mình nữa hay như thế nào đó, thì mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người coi cái vụ đó như thế nào nha. Còn đâu hai cái người hàng xóm kia thì bây giờ tụi mình gọi như gặp cho xã giao thôi, không có quá thân thiết, không có thân thiết, không có nói chuyện như ngày trước nữa ấy. Nói chung là rút kinh nghiệm cho bản thân này. Ok, tụi mình tới chợ rồi nha mọi người. Đó, nhanh không mọi người? Tới chợ đây, vô trong chợ mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Đây, tụi mình thích cái gương mặt này lắm, tại vì là nó có cái hầm gửi xe nữa cơ, cho nên là rất là tiện luôn. Bố Quýt quên không có cầm cái stroller, cái xe đẩy đi cho Kobe rồi, cho nên là phải để em ấy ngồi vào cái xe này ha. Kobe ha. Kobe ơi. Hả? High five. High five. Good job. Con bị mù một cái nhờ. Ngon chết nhờ. Baby ơi, want some corn? Sure, yeah, absolutely. Để mình lấy đây, bắp này, 94 cent một cái bắp. Bắp Mỹ rất là ngọt luôn. Mua 4 cái, mỗi người 1 cái đi. 4. Đây, nho Mỹ này mọi người, nho này có rất là nhiều loại nho, nho đỏ này, nho đen này. Một đồng 58 cent một pound. Nho đỏ thì nó rẻ hơn à. Nho này nó rẻ hơn cho nên là mình sẽ mua cái nho này. Oh, I'm sorry. Đó. Mua một bịch to đùng này luôn. Một hộp rau này, rau organic này, rau sống này. 5 đồng. 5 đồng một rau này. Đó, tại vì tụi mình ăn rau rất là nhiều luôn. Cái này để làm salad cũng rất là tuyệt này mọi người. Chuối này, em Kobe rất là thích ăn chuối luôn, cho nên là mình sẽ mua một nải chuối. Thôi cái trái này đi, cái này nó hơi xanh xanh á, thì nó hơi xanh xanh á, thì nó chín là vừa, chứ không phải là nó chín nhanh quá là ăn không kịp. Kobe ơi, mẹ mua chuối Kobe nè. Banana. Kobe like banana. Oh, đừng có hôn nó. Tính hôn trái chuối à trời. Đây, mua bánh mì nữa. Bánh mì này nó hơi ngọt ngọt á, thì mình thích ăn cái bánh mì hơn. Này là 3 đồng 98. 4 đồng, khoảng 80 nghìn cái bánh này. À, croissant. No. Đây, mua một cái hộp bánh croissant này cho em Kobe ăn sáng đấy này. Hợp lý. Đây là thịt bò này mọi người ơi, thịt bò xay. Chắc là tụi mình sẽ mua một cái khay bò xay về để làm pasta đi. Đó, bây giờ là bố mẹ chồng mình qua thì sẽ làm nhiều món Mỹ hơn, bởi vì là bố chồng mình hơi khó ăn một xíu á,
hơi kén ăn một xíu. Còn mẹ chồng mình thì ăn thử, ăn được nhiều món hơn. Thế là tụi mình sẽ vừa ăn đồ nướng này, với lại vừa làm cả một vài món Mỹ như pasta này nọ. Ôi, đang kiếm cái thịt bò mà. Baby ơi, baby. Ôi, nó có một cái à. But it looks good. Yeah, it does. Yeah. It's great. Yeah. Đó, đang kiếm được một cái miếng thịt bò ngon ơi là ngon để ngày mai nướng này. Ngày mai ông nội qua nướng này. Ông bà nội qua là nướng cái món đó là ông nội thích lắm đấy. Đó, cái thịt bò Angus này là tại tụi mình hay ăn cái thịt bò Angus này tại vì nó ngon lắm. Nó hơi mắc hơn một xíu nhưng mà rất là ngon. These two look great for the beef jerky. Oh, the London broil. Yeah, that's top round. And you definitely want to get top round. There's not, it's pretty lean, not much fat in there. Oh yeah, perfect baby. I like top round. Yeah, these are perfect. Đó. Lấy hai cái này luôn để làm khô bò này mọi người. Đó, mọi người thấy nó mắc không? Miếng nhỏ xíu mà 11, 12 đồng là khoảng 250. 250 đô. How about we just get a couple T-bones? Đây thịt bò ở đây thì nó khá là ngon đấy mọi người. Bây giờ tụi mình đi cái rất sớm này, người ta mới bỏ ra quá trời thịt luôn. Cho nên là nhìn nó rất là tươi ngon luôn. Oh, Kobe. Chứ sao mà mình lại ngoan thế nhỉ? Mình đi với bố mẹ mà mình ngoan thế này á. Nhưng mà mình có một cái không ngoan đó là mình không chịu đeo khẩu trang đó bố chú ạ. Đầu tư cho em ba cái khẩu trang mà nó nhất định nó không chịu đeo. Nó đeo được tầm phút là nó rụt ra. Kobe ạ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ qua cái quầy này là quầy cereal nha, quầy đồ ngũ cốc buổi sáng này. Thì cái khu này là cái khu thường là cái khu mà không healthy á mọi người, không có tốt cho sức khỏe. Tại vì nó đồ nó rất là ngọt, nó ngon nhưng mà rất là ngọt. Còn đâu tụi mình hay mua cho em Kobe ăn cái này nè. Đó. Cái này là local restaurant nè. Có, và nó thích ăn vị dâu. Đó, thỉnh thoảng là cho em ăn buổi sáng này cũng có lý đó chứ. Baby, this one, right? Yeah. Or you want to try different flavor for him? It's tough because it's really healthy, you know? Yeah. Đấy, cái tại vì cái này. Is that so tough, yeah? Is that the same? Like blueberries, yeah. Maybe try this one for him, okay? Yeah. Hôm nay cho em thử vị này đi, nó ăn cái vị này nhiều lắm rồi. Thử cái vị này đi ha. Blueberry. Blueberry. Có bị nói blueberry. Nó thích ăn blueberry lắm, ăn trái Việt quất lắm. Ok, bây giờ mình mua cái gì nhỉ baby ơi? What do you call? Pancake. We got pancake. We need milk, right? We need eggs. Đang mua trứng này mọi người ơi. Trứng thì tụi mình thường mua cái loại này á, tại vì là bảo vệ môi trường thì tụi mình không thích mua cái bằng nhựa ấy. Cái này nó sẽ mắc hơn một xíu nhưng mà cái mình cảm thấy như là cái lòng đỏ nó to hơn, với lại cái này là 4 đồng này, đây 4 đồng này. Còn này là có mấy đồng thôi này, 1 đồng mấy này. À không, cái này 18 thì là 3 đồng. Đó, nó mắc hơn một tí xíu nhưng mà nó thôi bảo vệ môi trường đi. We need milk for Kobe. Đây sữa, mua sữa tươi cho em Kobe nha, sữa whole milk này. Đó, sữa bên đây nó rẻ lắm mọi người ơi. Mấy cái sữa tươi này rẻ lắm. Có bao nhiêu đồng đây? 2-3 đồng gì đấy. Cái bình to này, cái bình to này khoảng 2 lít này, 2 lít 8 này. Là 5 đồng, 6 đồng này. Là khoảng 120 tiền Việt đó, cũng rẻ lắm. Baby, you think we need more butter? Probably need more butter, huh? To grill? Yeah. I know we need belvita. Oh yeah. Đấy, đây là phô mai này, đấy, thiên đường phô mai này mọi người ơi. Love my Velveeta. Yeah. Đó, phô mai, quá trời đó, nguyên một cái dãy này là toàn phô mai, đủ các loại phô mai. We need some cottage cheese for Kobe. Yeah. I'll pick it. Đây, mình sẽ lấy cottage cheese for Kobe nha. Mọi người hỏi là em Kobe hay ăn cái loại cheese nào. Thì đây này mọi người, nó có rất là nhiều loại này. Cái loại này này, có loại hồng hồng này, loại màu đỏ này, với cái loại daisy màu trắng này. Thì em Kobe là em thích ăn cái loại này nhất, bởi vì là nó cái hạt nó nhỏ ấy mọi người. Cái con là cheese hạt nó nhỏ, còn mấy cái hạt này nó vừa khô mà nó hạt nó to lắm. À cái này cũng small nhưng mà nó khô ấy. Cái loại này nó ngon hơn, thơm ngon hơn. Nhưng mà mình đang kiếm cái loại 4%, maybe 4% hả? Cái loại 4% cho em Kobe đi. Nah, I don't like that one.
4% này mọi người. Tại vì là nó ok. Đó, butter này mọi người, đây là bơ này đó. Nguyên một cái tủ này là toàn là bơ đây, đủ các loại thể loại bơ. Kính thưa các thể loại bơ này. Bình thường là tụi mình hay ăn cái real butter này này hoặc là cái land lake này. Đấy, cái real butter hoặc land lake, cái real butter thì cái real yogurt này thì nó ngon hơn. Nó mắc hơn này, nó ngon hơn. Đấy, anh Quyết đang chọn bơ đó. I think that choose the land lake is pretty good. I like it. Xong một việc nữa. Đấy, và không thể thiếu bia cho hai bố con uống bia này, nhậu với nhau này. Mua loại 36 lon luôn ha. Ok. For you and mom. No thanks. Me and dad will drink tea. Anh Chris bảo là mua bia cho mẹ với lại em ấy. Còn đâu bố với lại anh là uống trà đây. Xạo sự dễ sợ luôn. Đây là than này mọi người, than củi để nướng đồ này. Đó, cái chợ này nó đang rẻ này, nó có 8 đồng 97 sen. Là khoảng tính cả thuế nó vào 10 đồng đi. Mua cái con codfish này về đi, tí nữa mình với anh Chris ăn đi ha. Đây, anh Quyết anh đổi ý rồi, anh ấy muốn ăn lobster cơ. Ăn con tôm hùm này mọi người. Đó, mua cái này nó về nó đã nấu cho mình rồi. Nó đông lạnh á. Với lại cái này là mua thêm shrimp cocktail để tí nữa về nhà tụi mình ăn ha. Ok, let's go baby. Còn đây là cái quầy pizza đông lạnh này mọi người. Nó cũng có nhiều loại pizza mà đông lạnh khá là ngon nha mọi người. Mình xem là bình thường là tụi mình hay ăn cái loại loại này nè. Baby ơi, form it. Deadline form it. Yeah. Đó, cái loại này thì nó mắc hơn mấy loại kia một xíu nhưng mà nó ngon lắm. Với lại một cái loại nữa là tụi mình thích là cái loại mà nó có cái bơ ở xung áo cái phô mai mà viền ấy. Ô sao giờ không thấy nhá. Không có thấy cái loại đó ta. À đây là mọi người ơi, đấy cái loại này này, mua hai cái luôn. Đó, cái loại này nó có cái phô mai ở viền này, ngon chưa? Hấp dẫn chưa? À, mua thêm french fry nữa, ông nội em Kobe là rất là thích ăn french fry luôn. Perfect babe. Ready roll? Yeah. Đây là nguyên một cái dãy này là chỉ có kem và kem và kem. Đó, baby, you know what mom like and dad like, right? I don't really want ice cream, but I'm sure mom would love the New York style cheesecake. Yeah, perfect. I like that too. That like chocolate chip cookie. Okay. Ở bên đây là burrito này mọi người. Tụi mình rất là thích ăn cái loại burrito này luôn. Đó, ăn sáng á, nhanh gọn lẹ. Perfect. Nguyên một cái xe này này mọi người ơi, quá trời đầy luôn. Let's go daddy. Nào, Kobe ơi, Kobe. Đóng cửa tủ vào cho mẹ nhanh. Nào, bẻ bây giờ. Bẻ ra. Đóng vào cho mẹ đi, đóng tủ vào. Đóng cửa tủ vào nhanh đấy. Đóng tủ vào. Close it, Kobe, close the door. Close the door, đóng vào. Đúng rồi, đóng tủ vào cho mẹ. Close the door. Đúng rồi, đóng vào. Đó, tí mẹ phải lau cái tủ lại này, Kobe thấy không? Đó, các cô chú thấy không? Có bao giờ cái tủ lạnh mà nó được sạch sẽ, nó được bóng loáng đâu? Tay toàn dấu hơn tay của nó không à? Kobe ơi, sao thế, lạnh tay đúng không? Lạnh tay đúng không? Ừ. Rồi kêu bố Quyết tháo giày ra. Kêu bố Quyết tháo giày cho Kobe kìa. Bây giờ đây mọi người ơi, đây là toàn bộ cái đồ ăn của nhà mình nhá. Thịt này, nguyên một cái mớ thịt này, sơ sơ cũng cả trăm đô cái mớ thịt này rồi. À, đó, nhưng mà thịt rất là ngon, chất lượng luôn. Lâu lâu mới một bữa mọi người ơi. Không có làm ăn gì nữa nè Kobe này. Bây giờ cho Kobe bây giờ put him in a high chair nhé. Let me watch him. Kobe. Kobe ơi. Này này. I love you. Okay. Daddy give him some croissant, yeah, so that mommy can
get everything ready. Okie dokie. Ok, đã xong đây mọi người ơi. Cái này á, mình bỏ microwave nó hơi lâu cho nó bị teo à. Kobe ơi, có ngồi ăn không? Ngồi ghế ăn với mẹ không? Daddy, put him in the high chair. It's fine. You're not going to eat. Aww, you hurt your bum bum. Nó ăn bánh rồi mọi người ơi, nó không ăn mấy cái này đâu. Cho nên là hai vợ chồng mình ngồi xử luôn. Cái này mình bỏ vào microwave hơi lâu cho nên nó bị con nó bị teo lại. Thường là người ta ăn cái tô này là nó ăn người ta ăn lạnh ấy, nhưng mà mình không thích ăn lạnh. Mình ăn cái gì nó phải là ăn chín uống sôi mới ăn được. That's it baby. Let's do it. What do you want to eat first? I'm gonna try these first. Sure. Sorry, I know you like cold, right? It's okay. I like it hot and cold. I just love food. Mm. Still good, right? Very good. Lâu lắm rồi mình không mua cái tôm này về ăn. Hôm nay mua. Ở trong siêu thị nó hết cái con to rồi. Nó cái loại to mà tôm nó cũng như vậy mà nó cái con to hơn ấy. Cắn ngập răng đã lắm. Nhưng mà nó còn nhỏ thì mình mua nhỏ. Ừ. Kobe ơi, ăn tôm mà. Kobe ơi, ăn không mẹ cho này. Try it. Ngon không? Ngồi trên ghế ăn đàng hoàng không? Want to put him in high chair? Okay. He's happy. Yeah. You're playing. Okay, I'll save him some, a few then. Definitely. Looks like he just ate it and didn't give it to Bella. Mm. Which is surprising. Nó ăn thì nó cũng đang cho Bella ăn không? Toàn chia với Bella thôi. Hôm nay là ngày thứ, mặc dù là ngày trong tuần đó, ngày thứ 5, nhưng mà anh Chris được nghỉ. Tại vì bình thường là anh Chris nghỉ chủ nhật thứ 2, thứ 3. Nhưng mà tại vì hôm rồi là anh Chris làm 8 ngày liên tiếp. Để được anh ấy được nghỉ 6 ngày liên tiếp. Để hôm nay ông bà nội em Kobe qua thì không có phải xin ngày phép nữa đó. Right, baby? You work 8 days straight. Yeah, 82 hours. And then you have to work some extra hour later for the report, right? Mm-hmm. Yeah, I didn't have time to get to that yesterday. Trời, 8 ngày vừa qua anh Chris anh ấy bận làm ấy, xong anh bị stress ấy, anh mệt ấy. Rồi một mình là vừa trông Kobe vừa làm nọ làm kia. Đuối luôn. Thế xong có nó hai đứa cứ đếm còn 6 ngày nữa, còn 5 ngày nữa, còn 4 ngày nữa, 3 2 1. Kiểu như đếm từng ngày một á để tới cái ngày nghỉ ấy, tại vì quá đuối. Okay, I can't wait any longer. Bye bye. Should I eat that first? Want me to pew it for you? I'll give it a try. I'm sure your fans will laugh at me. Hôm bữa cái đợt mà tuần trước tụi mình ăn cái con này này, xong rồi cái mình kể cho mình quay cho mọi người coi á, xong rồi cái mọi người bảo là thường là chồng phải bóc tôm cho vợ đúng không? Kiểu như ông này cũng không biết ăn ấy. Xong rồi cái mình kể là mọi người chọc anh là anh không biết ăn tôm, toàn để em bóc cho thôi. Thế là anh nhớ à. Hey bud. À mẹ lấy cho Kobe ăn nữa, để mẹ lau tay lên mày. Hey Kobe ngồi ghế đi, ngồi ăn đàng hoàng. Time for you to eat bud. Let's eat. Hey mẹ bóc tôm cho Kobe ăn nào. Rồi mình ăn uống thì mình ngồi ghế đàng hoàng, không có vừa ăn vừa chơi như thế Kobe ạ. Để xem là em có thích ăn cái nước sốt này không. Cái sốt này thì nó kiểu chua chua ngọt ngọt đấy. Good boy, buddy. Ôi trời ơi, nhu ăn chê nhỏ con trai mày ăn giỏi quá. Đây mày để đây cho Kobe bóc đi, Kobe tự bóc ăn đi. Mình tự ăn được rồi, tự xúc được rồi các cô chú ạ. Em tự xúc rồi. Đúng rồi, giỏi quá, mình lớn thôi, mình phải giỏi như thế chứ nhỉ. Giỏi quá, thế này thì em trao mà ông thương được, mày Kobe nhỉ. Giỏi quá, daddy, look at him. Non sợ. Nhưng mà ăn từ từ thôi, không phải tí lại ọc ra hết đấy Kobe ạ. Ăn từ từ thôi. Slow down, okay? Yeah. Good job. Giỏi quá. First bite. You have it. You eat it. Cute.
Ngon à? Ngon lắm không? Lớp đấy hả? Đây, Kobe ăn đi. À thì mẹ bóc lobster cho Kobe ăn đi ha. Để bóc lobster cho Kobe ăn đi. Daddy, that's your nhé. Okay. Want a bite, big bite? Ui, ui, ngon thế. Look at this berry. Wow. Hấp lại lâu thế mà nó vẫn chưa chín hẳn. Cái đi. Wow. Oh my god, con này nó có trứng. Egg này baby. I was gonna say those are little eggs, right? It's still a little bit cold. I like it that way. You like cold? Người Mỹ người ta thích ăn tôm mềm, kiểu nó lạnh lạnh ấy, mình không thích ăn lạnh, ăn gì nóng nảy mới ngon. Mẹ bóc tôm cho cô Ben đi ha. Rồi, quên không cầm cái kéo ra rồi. Em có rút cái hai con này mới có. Tính ra cả thuế này khoảng 19-20 đồng. Look at this baby, I got the whole thing. Wow. You're professional. Mẹ bóc cho Kobe ăn à. Ôi trời ơi, ăn giỏi quá nhỉ baby. He eat the lobster. Nice. Có chấm bơ, Kobe chấm bơ, mẹ chấm bơ Kobe ăn nha. Kobe ơi, quay đây nè. Butter. Ngon quá, Kobe ăn đi. Kobe ăn đi thôi, mẹ không ăn đâu. Kobe ăn á, mẹ bóc cho Kobe ăn á. Ôi dồi ôi, ăn ngon thế này á. Giỏi quá nhỉ. Wow, he has so much baby. Yeah. Here's a little bit more, bud. Yeah, I got for him right here. Don't worry. Okay. You want me to get it for you too? That's okay. You don't have to, Mama. My hand dirty. Bóc cho anh quýt luôn. Chứ không phải anh không biết bóc. Mình á, đây mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Mình quan niệm á, là cái gì mình làm được thì mình làm thôi. Chứ không có phải kiểu nhất thiết là phải người đàn ông phải bóc tôm cho người phụ nữ ấy. Làm được thì tự làm thôi. Đấy, baby à. Wow, you're really good at that. Yeah. I really stink. It's okay. Mấy cái này. À, Kobe ăn hết rồi, mẹ xin lỗi. Đây đây đây, mẹ cho Kobe nhà. Mẹ cho con trai của mẹ này, Kobe ăn đi đi. Ôi, ăn giỏi thế nhỉ. Ôi, tay mẹ rồi. Daddy à. You. He wanted me to on his face. Oh. Đó, nó xuống này nó đòi lấy tay của mình, nó áp vào má nó. Thôi tay mẹ dơ lắm, thôi tí nó tắm nhá. Thế thì tắm xối từ trên xuống dưới nhá. Nhá. Trời ơi, tay dơ thế này mà nó bắt mẹ sờ má. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Mình ăn nhanh đi, xong rồi là mình cho em Kobe đi ngủ đây. Xong rồi là có gì ngày mai á, tụi mình sẽ đi đón ông bà nội em Kobe. Thì mình sẽ quay video cho mọi người coi nhá. Đây Kobe ăn nốt đi rồi mình đi ngủ ha. À mình đi tắm mấy cái, tắm mấy xối cho nó mát đã rồi đi ngủ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video ngày mai nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt các cô các chú. Bye bye. Bye bye.